Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Thưa quý vị, căn bệnh đau lưng mỏi gối, nhức xương khớp hay là đau mỏi cổ vai gáy là loại bệnh thì sớm muộn bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ mắc phải, bởi quy luật của tự nhiên là sinh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi. Ai không bị lúc trẻ thì đến già quá trình lão hóa xương khớp cũng kém dần thì sẽ bị những cái căn bệnh này. Vậy thì với tiêu chí dễ làm, dễ thực hiện và không tốn chi phí mà lại vô cùng hiệu quả, hôm nay Hằng xin chia sẻ tới quý vị 3 bài thuốc chữa bệnh đau lưng, đau nhức xương khớp từ cây thuốc nam trong vườn nhà. Nếu như ai có cơ địa hợp bài thuốc này thì cũng như là có lòng tin và sử dụng đều đặn thì sẽ mang lại hiệu quả rất là tuyệt vời. Ngay sau đây, Hằng xin đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thưa quý vị, bài thuốc hôm nay Hằng muốn chia sẻ đến quý vị đó là chúng ta sẽ sử dụng lá lốt để chữa bệnh xương khớp. Lá lốt là một cây thân thảo sống và phát triển ở những cái nơi râm mát và những nơi có ánh nắng trực tiếp. Loại cây này thì có độ cao trung bình từ 30 đến 40cm. Lá lốt rất dễ kiếm trong vườn nhà của những người ở vùng quê. Còn nếu ai ở thành phố thì chúng ta cũng có thể là mua giống về trồng ở trong các thùng xốp vì nó rất là dễ sống. Hoặc là mua ở siêu thị. Loại lá này cực kỳ dễ kiếm vì nó không chỉ là một bài thuốc mà nó còn là một loại rau, loại lá, gia vị sử dụng trong nấu ăn hàng ngày. Để làm được bài thuốc này thì chúng ta sẽ chuẩn bị 15 đến 30 gram thân lá lốt tươi, cả lá cả thân. Nếu như khô thì chúng ta sẽ sử dụng 5 đến 10 gram. Lá lốt tươi chúng ta đem rửa với nước muối, rửa sạch, bỏ vào trong nồi. Thêm vào đó là nửa lít nước, nấu cạn còn khoảng tầm 250ml nước. Uống sau khi ăn tối hoặc là trước khi đi ngủ nửa tiếng, mỗi ngày chúng ta uống một lần. Đây là bài thuốc chữa đau xương khớp từ bên trong. Còn nếu chúng ta dùng khô thì chúng ta cũng sẽ đổ khoảng một nửa lít nước vào 5 đến 10g lá lốt khô, đun cạn khoảng tầm 200 đến 250ml nước và uống sau bữa ăn tối. Bài thuốc thứ hai là chúng ta sẽ dùng 200g rễ lá lốt, chúng ta đem rửa sạch để ráo và sau đó bỏ vào lọ thủy tinh. Sau đó chúng ta thêm khoảng 100ml nước rượu nặng khoảng tầm 40 độ, sử dụng và ngâm vào đó và chúng ta ngâm khoảng tầm 1 tháng là có thể đem ra sử dụng. Cách sử dụng là chúng ta lấy cái rượu rễ lá lốt này chúng ta thoa bôi lên những cái vùng xương khớp đang bị đau. Đây là bài thuốc chữa xương khớp từ bên ngoài. Còn bài thuốc thứ ba Hằng sử dụng đó là một loại cây nữa. Một loại cây này cũng rất dễ tìm ở trong vườn nhà của chúng ta. Đó chính là cây ngải cứu. Cách làm như sau, chúng ta sẽ lấy một nắm lá ngải cứu tươi, rửa sạch, sau đó là giã nát, cho thêm 2 muỗng giấm ăn. Tốt nhất là chúng ta dùng giấm táo hoặc là giấm nấu. Tiếp đó là cho khoảng cái hỗn hợp này cho lên chảo, chúng ta xào nóng lên. Cho hỗn hợp sau khi đun nóng này chúng ta cho vào túi chườm rồi chườm lên chỗ đau xương khớp. Làm liên tục hàng ngày và mỗi ngày quý vị lên làm 2 lần. Để kết hợp 3 bài thuốc trên một cách hiệu quả nhất thì quý vị lên buổi sáng và buổi chiều thì chúng ta nên bôi rượu rễ lá lốt, sau đó là lấy ngải cứu chườm lên cái chỗ đau như cái bài thuốc Hằng vừa chia sẻ. Tối sau khi ăn cơm tối xong khoảng 1 đến 2 tiếng thì chúng ta sẽ uống cái nước lá lốt và đi ngủ. Nếu ai tin tưởng và duy trì làm thường xuyên 3 bài thuốc này thì Hằng tin là sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ cho quý vị. Bài thuốc dân gian này đã được nhiều người áp dụng và tình trạng đau lưng, mỏi gối, đau xương khớp của họ cũng không còn nữa. Hy vọng rằng những quý vị nào đang xem video này sẽ áp dụng và phản hồi kết quả cho Hằng thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Mục đích của kênh này sẽ là giúp cho quý vị có thêm được những cái kiến thức cũng như là bài thuốc để chữa bệnh bằng phương pháp tự nhiên, đông y, dân gian, v.v. mà không phải sử dụng đến thuốc Tây. Bởi vì như quý vị biết thì thuốc Tây có thể là chữa cái triệu chứng đau cho quý vị rất là nhanh. Thế nhưng nếu như chúng ta sử dụng lâu ngày thì sẽ đem lại những cái nhiều cái hệ lụy cho sức khỏe, gây tổn thương cho gan, thận, dạ dày rất là lớn. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và bây giờ Hằng xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.